để được chứng nhận diệt virus SARS-CoV-2 trong 10 giây, giúp phòng bệnh mùa dịch. Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây. Hà Nội mở lại toàn bộ dịch vụ trên địa bàn từ 0 giờ ngày 8 tháng 4. Tập trung các giải pháp xóa điểm đen tai nạn giao thông đường ra vào cảng cắt lái. Thủ đô Kiev của Ukraine dần trở lại cuộc sống bình thường sau khi Nga rút quân. Sáng nay diễn ra chặng 4 cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vòng quanh đảo Cát Bà. Từ 0 giờ ngày 8 tháng 4, các quán karaoke, massage, bar, trò chơi điện tử ở Hà Nội đã được hoạt động trở lại sau gần một năm đóng cửa do diễn biến của dịch COVID-19. Việc được mở cửa trở lại là điều mà nhiều chủ hộ kinh doanh và người dân mong chờ từng ngày. Sau gần một năm phải tạm đóng cửa vì dịch COVID-19, cơ sở kinh doanh quán Internet của bà Phượng đứng trước nguy cơ phải đóng cửa hẳn do chi phí hao hụt đạo quá lớn. Vốn này nó cũng rất là nhiều chứ không phải là ít, mà đầu tư vào nhiều, phải đặt vay ngân hàng, thế mà cứ lợi chồng chất thế thôi. Tương tự, cơ sở kinh doanh karaoke này cũng phải chịu lỗ nặng suốt đợt dịch vừa qua. Các nhân viên tại quán phải tự tìm nhiều nghề khác để duy trì cuộc sống. Tôi cũng phải về quê làm công nhân rồi làm linh tinh. Anh em ở quán thì cũng mỗi người một nơi. Từ khi nghe tin Hà Nội sắp được mở cửa thì tôi rất là vui. Càng mở rộng tất cả các vui chơi giải trí thì khách du lịch người ta sẽ đến đây rất là đông. Với việc cho karaoke, massage, bar, internet hoạt động, Hà Nội đã mở lại toàn bộ dịch vụ trên địa bàn. Trong bối cảnh số ca mắc mới đang liên tục giảm, Sở Du lịch Đà Nẵng chiều qua đã cùng Hiệp hội Du lịch thành phố và các địa phương liên kết tổ chức chương trình kích cầu du lịch với chủ đề Enjoy Đà Nẵng, tận hưởng Đà Nẵng. Chương trình nhằm thu hút khách du lịch trở lại khu vực miền Trung trong thời gian tới. Chương trình có sự tham gia đồng hành của hơn 200 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng với nhiều gói sản phẩm hấp dẫn. Cụ thể, từ nay đến 31 tháng 5, du khách có thể thụ hưởng một số combo nổi bật như gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại resort 5 sao ven biển Đà Nẵng và xe đưa đón sân bay chỉ từ 899.000 đồng hoặc gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại resort 5 sao và vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh chỉ từ 2,1 triệu đồng. Đặc biệt, một số sản phẩm hướng tới thị trường khách từ khu vực Đông Bắc Bộ như các gói nghỉ dưỡng kèm vé máy bay khứ hồi từ Hải Phòng và trải nghiệm dịch vụ tại công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, các bữa ăn, xe vận chuyển và hướng dẫn viên. Cùng với đó là các gói nghỉ dưỡng nâng cao sức khỏe, gói tận hưởng thiên nhiên, gói mai hấp dẫn khác. Khu vực vòng xoay Mỹ Thủy, thành phố Thủ Đức từ lâu là một điểm đen tai nạn giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do đây là điểm giao cắt của nhiều tuyến đường ra vào cảng cắt lái, mật độ giao thông qua lại rất cao, trong khi hạ tầng giao thông thì lại chưa kịp đáp ứng. Lực lượng chức năng thành phố đang tập trung các giải pháp để xóa điểm đen này ngay trong năm 2022. Dòng xoay Mỹ Thủy làn đường hỗn hợp nên các phương tiện đều đi chung một làn đường, rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Do xe máy cứ chèn theo container không rồi nó bữa nó quẹo rồi xe máy nó chèn theo nó bị lắng với cái bánh xe nó cán ngang luôn. Cái vụ đó ở đây bị biết bao nhiêu lần rồi. Các dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống, xây dựng cầu Mỹ Thủy 3 đang bị chậm tiến độ. Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, điều tiết phân làn từ xa để hạn chế xung đột giữa các xe qua lại khu vực này. Tập trung xử lý các cái lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như là vi phạm về tốc độ, rồi đi không đúng làn đường, sử dụng rượu bia, chất kích thích chất ma túy. Đồng thời bố trí lực lượng cảnh sát giao thông 24/24 thực hiện cái nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Trong năm 2021, tại khu vực này đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 6 người. Để xóa nút giao tử thần này, ngoài những giải pháp của cơ quan chức năng, điều quan trọng không kém chính là ý thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk ngày 7 tháng 4 cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp để điều tra vụ phá rừng quy mô lớn trên diện tích gần 100 hectare. Trước đó, từ ngày 1 tháng 4, nhận được tin báo của nhân dân, các lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 205 do xã Gia Tơ Mốt, huyện Ea Súp quản lý. Diện tích rừng bị phá gần 100 hectare, cây rừng bị cắt hạ có đường kính từ 20cm trở xuống. Tiểu khu 205, trước đây, Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp giao cho các nhóm hộ xã Gia Tơ Mốt quản lý,
sử dụng ổn định vào mục đích lâm nghiệp với trên 900 hectare. Qua đánh giá hoạt động không hiệu quả năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp thu hồi và giao cho Ủy ban Nhân dân xã Gia Tờ Mốt quản lý. Do vụ việc có tính chất phức tạp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương mở rộng kiểm tra hiện trường, kiểm đếm cây rừng bị cưa hạ, lập hồ sơ xử lý vụ vi phạm. Thưa quý vị, thành phố cảng chiến lược Mariupol ở miền nam Ukraine đang là điểm nóng nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. 8 người Việt sinh sống tại thành phố này hiện đã được sơ tán an toàn sang Nga và họ vừa kể lại những ngày sống trong sợ hãi khi bị mắc kẹt giữa hai làn đạn. Tất cả những người thoát được cảnh bom rơi đạn lạc đều cảm thấy may mắn vì đã được sơ tán, dù để lại đằng sau là toàn bộ tài sản tích góp suốt vài chục năm. Gần như xuống hầm trú như vậy đấy là ngày 9 tháng 3 đấy. Ngày 8 nó vẫn bắn liên tục, nhưng mà ngày 9 là nó ném bom gần nhà luôn. Ngày 6 tháng 4 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức đón 10 người Việt Nam tản cư từ các vùng chiến sự ở miền đông Ukraine. Hiện những người này đang lưu trú tại tổ hợp đa chức năng Hà Nội Moscow để chờ ngày lên đường về nước. Đó là cái sự phối hợp với chính quyền của Ukraine cũng như là chính quyền của Nga để tạo điều kiện tối đa cho bà con sang Nga. Hiện vẫn còn một gia đình lớn gồm 12 người Việt, trong đó có 6 trẻ em đang bị kẹt lại ở Mariupol. Số phận của những người này đang là điều quan tâm nhất đối với các đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Ukraine. Công an tỉnh Bình Dương và Công ty Điện lực Bình Dương hôm qua đã làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn điện làm 2 người tử vong xảy ra vào ngày 4 tháng 4 vừa qua. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do dây điện của hệ thống chiếu sáng công cộng vận hành lâu ngày bị tróc vỏ, chạm vào cần đèn do Phòng Quản lý Đô thị thành phố Thủ Dầu Một quản lý, rò điện qua các sợi cáp thông tin không còn sử dụng thòng xuống đất. Trong quá trình làm việc, các nạn nhân đã tiếp xúc gần với cáp thông tin nhiễm điện dẫn đến bị điện giật tử vong. Như đã thông tin vào tối ngày 4 tháng 4, trên đường Bùi Ngọc Thu, khu phố 5, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, xảy ra vụ điện giật gần máy trộn hồ, làm 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu. 2 nam thanh niên điều khiển xe máy trong làn đường ô tô đã tông vào một xe máy khác khiến cho 2 người bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra tối qua trên quốc lộ 14, đoạn qua phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 15 phút, 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Đắk Nông. Khi vừa đến đoạn ngã tư giao nhau có tín hiệu đèn thuộc khu phố Thanh Bình, xe của 2 người này tông trực diện vào đuôi xe máy không biển số do một người đàn ông khoảng 35 tuổi ngụ thành phố Đồng Xoài điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước trong làn xe ô tô. Cú tông mạnh khiến cả 3 ngã xuống đường. 2 nam thanh niên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Người đàn ông còn lại bị thương nhẹ. Cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tiết giao thông làm rõ vụ tai nạn. Một đoạn clip ghi lại hình ảnh một tài xế mở cửa ô tô thiếu quan sát gây tai nạn cho người điều khiển xe máy đã được chia sẻ trên mạng xã hội vào hôm qua. Theo nội dung của đoạn clip, dù việc xảy ra vào trưa cùng ngày trên đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, người điều khiển xe máy khi đó đang lưu thông trên đường đã gặp nạn khi người ngồi trong xe ô tô mở cửa mà không quan sát. Dù việc khiến người điều khiển xe máy văng nhiều mét trên đường, bất tỉnh, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ Nguyễn Hùng Quân, 59 tuổi, trú thành phố Đồng Hới để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, ông Quân hành nghề thầy cúng, thầy bói và quảng bá bản thân, có thể tìm việc và điều chuyển công việc cho những ai có nhu cầu. Anh Phạm Trung Bảo đang làm việc tại thị xã Ba Đồn, muốn chuyển về gần nhà ở thành phố Đồng Hới và được Quân ra giá 450 triệu đồng. Sau 3 tháng như đã hẹn, ông Quân vẫn không thực hiện lời hứa và né tránh nên nạn nhân đã tố cáo đến cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, ông Quân khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Bảo. Quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định ông Quân đã lừa của nhiều người khác tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng bằng cách tự vẽ ra dự án xây dựng nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng và đề nghị nhiều người góp vốn đầu tư. Thông tin vụ một nhóm người xô đổ nhà của hai vợ chồng cụ Võ Văn Mảnh ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Công an xã cho biết đã lập hồ sơ và chuyển đến cơ quan điều tra công an huyện Đức Trọng. Dù việc xảy ra hôm 18 tháng 3, ông Lương Hoàng Siêu trú huyện Lâm Hà dẫn theo một nhóm người cầm theo dao rựa tới nhà cụ Mảnh yêu cầu dỡ bỏ ngôi nhà gỗ vốn đã dựng xong phần khung chuẩn bị lợp mái.
Do cụ Mảnh không chấp nhận nên nhóm người này đã xô ngã hai vợ chồng cụ và xô đổ khung nhà mới dựng. Theo lời ông Phạm Văn Hạnh, một người dân địa phương, mảnh đất này trước đây do ông khai phá. Năm 1992, ông Hạnh cho Lương Hoàng Siêu 4.000 mét vuông để canh tác. Đến năm 2020, ông Siêu bán cho vợ chồng cụ Mảnh để dựng lều ở tạm, làm thuê kiếm sống qua ngày. Cũng theo ông Hạnh, khu vực này vốn là vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của tỉnh Lâm Đồng, không có điện và nước sạch, đường đi lại khó khăn, nên hầu hết bà con đã bỏ đi nơi khác làm ăn. Mới đây do có dự án làm đường chạy qua, nên đất đai ở đây bắt đầu có giá trị. Bệnh nhân đầu tiên của Ấn Độ được cho là bị nhiễm biến thể Omicron XE, không bị bệnh nặng, theo lời một quan chức y tế địa phương. Người này trở về thành phố Mumbai từ Nam Phi vào ngày 10 tháng 2. Theo cơ quan y tế Ấn Độ, bệnh nhân 50 tuổi và đã tiêm vaccine đủ liều. Cũng theo cơ quan này, 228 trong số 230 mẫu bệnh phẩm từ Mumbai thuộc biến thể Omicron, một mẫu thuộc biến thể Kappa và một mẫu khác là đột biến XE của Omicron. Đột biến XE mới là sự kết hợp giữa hai phiên bản của Omicron là BA1 và BA2. Tuy nhiên, hiện XE chỉ chiếm một số lượng nhỏ các trường hợp mắc COVID-19 trên thế giới. Thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, đột biến XE có khả năng lây truyền cao hơn khoảng 10% so với biến thể phụ BA2. Tuy nhiên, phát hiện này cần được xác nhận thêm. Thủ đô Kiev của Ukraine đang chậm rãi trở lại với cuộc sống bình thường sau khi Nga rút quân khỏi khu vực này. Hơn một nửa dân số thành phố đã sơ tán kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Giờ đây, ngày ngày càng có nhiều người quay trở lại với cuộc sống. Những người còn bám trụ ở thành phố thì bắt đầu rời khỏi tầng hầm, ga tàu điện ngầm, nơi họ đã trú ẩn suốt quãng thời gian qua. Phần lớn đường phố ở trung tâm Kiev đều sạch sẽ và các dịch vụ công cộng đã hoạt động trở lại. Các kệ siêu thị giờ đã có hàng, dù một số món vẫn khan hiếm. Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm của người dân Kiev không thể trọn vẹn bởi giao tranh vẫn tiếp diễn ở những khu vực khác. Hoàn cảnh sống bây giờ đã khá hơn, đúng là vẫn còn rủi ro, nhưng quan trọng nhất là chúng tôi phải xây dựng lại hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi được khuyến khích mở cửa trở lại, bán cà phê, nấu thức ăn, nhưng tôi cứ băn khoăn là liệu chúng tôi có quyền làm việc và trở lại cuộc sống bình thường không, trong khi đất nước vẫn còn trong tình trạng chiến tranh. Nhà chức trách Kiev đang lên kế hoạch mở lại tuyến cao tốc phía Tây từng bị lực lượng Nga chia cắt. Tuy nhiên, quan chức thành phố cũng cảnh báo người dân thận trọng bởi Kiev vẫn nằm trong tầm bắn của tên lửa Nga. Triển lãm mới nhất tại bảo tàng Guggenheim Bilbao, Tây Ban Nha là sự kết hợp giữa xe hơi với nghệ thuật và kiến trúc. Sự kiện giới thiệu khoảng 40 mẫu xe hơi từ các thế kỷ thứ 20 và 21 cùng những tác phẩm nghệ thuật và mô hình kiến trúc liên quan đến tốc độ. Triển lãm mang tên Chuyển động, ô tô, nghệ thuật, kiến trúc, nghiên cứu những khía cạnh thẩm mỹ và công nghệ của xe hơi, liên kết chúng với nghệ thuật, điêu khắc, kiến trúc, nhiếp ảnh và điện ảnh. Triển lãm cũng dành không gian cho những viễn cảnh khi xe hơi trở nên phổ biến, biến đổi hoàn toàn khung cảnh đô thị nhưng gây tác động xấu đến môi trường, hay những ý tưởng về việc đi lại trong năm 2086, tròn 200 năm chiếc ô tô đầu tiên ra đời. Chúng ta đã thấy những triển lãm tuyệt vời về kiến trúc cũng như những triển lãm tuyệt vời về ô tô, nhưng tôi chưa thấy triển lãm nào kết hợp những yếu tố đó lại và tạo một diễn đàn để nói về năng lượng, tương lai, sự chuyển động và ô nhiễm. Triển lãm kéo dài đến ngày 18 tháng 9 năm nay. Tại Mỹ, nhiều mỏ than công nghiệp đang bị bỏ hoang. Các chất thải độc hại từ những vùng này vẫn rò rỉ ra sông hồ xung quanh, gây ô nhiễm và đe dọa hệ sinh thái nước. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đang triển khai một biện pháp khắc phục bằng cách biến các chất thải từ mỏ công nghiệp thành sơn màu. Mỏ than tại khu vực Pine Ridge, bang Ohio đã ngừng hoạt động hơn 100 năm qua. Nhưng những chất thải độc hại có tính axit cao, đặc biệt là oxit sắt, vẫn rò rỉ ra các hệ thống nước gần đó. Các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp địa phương đã xây dựng các hệ thống thu thập các loại chất thải này và loại bỏ tạp chất, thêm sắc tố vào để tạo nên những loại bột màu dùng để tạo sơn và màu nước. Trước khi thành sản phẩm hoàn chỉnh, các nguyên liệu thô sẽ được đưa lên lò nung. Sau đó, sản phẩm sẽ được gửi đến bang Oregon để chế tạo sơn nước và màu nước. Trước tình trạng các mỏ công nghiệp cũ đe dọa đến chất lượng môi trường, nhóm nghiên cứu mong đợi sẽ thu gom được nhiều lượng oxit sắt hơn trên toàn nước Mỹ để chế tạo sơn nước cũng như nhiều sản phẩm có ích khác như bê tông, gạch, phân bón.
Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, chặng đua thứ tư của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vòng quanh đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng. Chặng đua ski đầu tiên của cuộc đua năm nay sẽ là cơ hội để những tay đua mạnh về nước rút, chứng tỏ khả năng trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo xanh. Đây là lần đầu tiên chặng đua ski được tổ chức tại đảo Cát Bà. Các tay đua sẽ thi đấu 18 vòng, cự ly 52,2 km. Chiến thắng ở chặng 3 đã giúp Roman Mikin được thưởng 10 giây, qua đó vươn lên vị trí thứ tư, kém áo vàng Igor Frolov 2 giây trên bảng xếp hạng tổng sắp. Thêm một chiến thắng ở chặng 4 sẽ giúp anh có thể đoạt áo vàng từ tay đua đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Còn trên bảng xếp hạng áo xanh, Roman Mikin đang dẫn đầu với 15 điểm. Tay đua của tập đoàn Lộc Trời sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với những chân nước rút hàng đầu gồm Lê Nguyệt Minh, Trần Tuấn Kiệt, Trịnh Đức Tâm hay đương kim áo xanh Nguyễn Tấn Hoài. Chặng 4 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ 30 sáng nay trên kênh HTV9 và HTV Thể thao. Tin mới nhận, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào đêm qua theo giờ Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua quyết định đình chỉ tư cách ủy viên Hội đồng Nhân quyền của Nga do chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Trong lần bỏ phiếu do Mỹ thúc đẩy này, có 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 58 nước bỏ phiếu trắng. Để loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền, Liên Hiệp Quốc cần có ít nhất 2/3 số phiếu ủng hộ. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại về các báo cáo vi phạm nhân quyền và vi phạm luật nhân đạo quốc tế của Nga khi nước này thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Zhenada Kuzmin cho biết Nga coi nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Hội đồng Nhân quyền là một bước đi bất hợp pháp và có động cơ chính trị. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga sẽ bảo vệ những lợi ích của mình. Quốc hội Mỹ vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã bỏ phiếu kết thúc quan hệ thương mại bình thường với Nga, tức là hủy bỏ quy tắc quy chế tối Huệ Quốc trong bối cảnh Nhà Trắng tăng cường áp lực lên Nga vì xung đột ở Ukraine. Đạo luật cũng áp dụng cho đồng minh của Nga là Belarus. Đạo luật cho phép Tổng thống Joe Biden tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Nga và Belarus đã được Thượng viện nhất trí thông qua với 100% Thượng nghị sĩ tán thành. Dự luật sẽ được chuyển đến Hạ viện Mỹ cùng ngày để bỏ phiếu thông qua một lần nữa. Mất đi đãi ngộ tối Huệ Quốc đồng nghĩa với việc một số hàng hóa nhập khẩu từ Nga sẽ chịu mức thuế cao. Tuy nhiên, việc chấm dứt quy chế tối Huệ Quốc được cho là sẽ có tác động hạn chế do Mỹ không phải là bạn hàng lớn của Nga. Năm 2021, Mỹ nhập khẩu chưa tới 30 tỷ đô la Mỹ các loại hàng hóa từ Nga, trong đó có 17,5 tỷ đô la Mỹ dầu thô. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều với những thông tin cập nhật trong ngày. Xin kính chào tạm biệt.